Mời các bạn nghe chuyện đồ đệ của ta đều là trùng phản diện chấp 1180 đến chấp 1183, chương 1420 đến 1424. Ánh mắt mọi người tập trung nhìn về phía chủ nhân của tia kiếm cương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lục Châu không để ý đến phản ứng của bọn hắn, hứng hờ nhìn về phía cự thú man điểu đang vỗ cánh cách đó không xa, vị danh kiếm hời hợt huy động. Kiếm cương bay ra, xoẹt. Cự thú hóa thành hai nửa, rơi thẳng xuống đất máu tươi cuồn cuộn chảy ra thấm ướt mặt đất, mùi máu kích thích thần kinh đám người. Cái này, chết còn qua loa hơn cả loan điểu. Bạch Ngọc Thanh, hoa trọng dương tròn mắt. Thủ lĩnh của đám tu hành giả vừa kéo tới cũng mộng bức vô cùng. Lúc này trên bầu trời chỉ còn lại một đàn hung thú phi cầm cấp thấp, tuy không mạnh nhưng số lượng lại rất nhiều. Hải loa, lục châu gọi. Hải loa hiểu ý, lấy cửu huyền cầm ra đặt trước mặt, mười ngón tay ngọc lướt xuống, cầm cương bắn ra chiều thanh khúc như hồng thủy vang lên hồng sắc cương phong bay ra từ phía dọa đám phi cầm bỏ chạy tứ tán hồng liên đám người tỉnh táo lại lên tiếng kinh hô bọn hắn luôn có sự cảnh giác và địch ý đối với người hồng liên giới nhất là sau khi chuyện của khương văn hư truyền bá khắp đại viêm hồng cương đầy trời như đao sắc không ngừng chém dụng đám phi cầm những con đã đào tẩu thì không bị truy kích không bao lâu sau hải loa dừng lại cửu huyền cầm lại khôi phục bộ dáng ban đầu treo bên hông nàng sư phụ đã giải quyết xong hải loa nói chẳng có chút tính khiêu chiến nào giải quyết thì giải quyết đi còn nói thêm một câu khiến đám người bị đâm tâm không thôi thú tay mà bọn hắn liều sống liều chết mới ngăn cản được trước mặt cô nương này lại chẳng có tính khiêu chiến nào việc này biết tìm ai mà nói lý tốt lục châu gật đầu sư tỷ còn chưa trở lại nữa hải loa nhìn về phía xa chờ thêm một chút vâng hoa trọng dương và bạch ngọc thanh vội vàng bay tới không người nói với lục châu đa tạ tiền bối ra tay tương trợ những người khác kể cả đám người mới tới cũng không người hành lễ đại viêm chúng ta từ bao giờ lại có cao thủ bậc này thật là phúc của bách tính phúc của đại viêm lục châu nhìn hoa trọng dương bỗng hỏi hoa trọng dương sao ngươi chỉ mới cửu diệp mới cái chữ này thật khiến người ta khó chịu nha hoa trọng dương đáp hổ thạnh vãn bối thiên phú không cao có thể đạt tới cửu diệp là nhờ các huynh đệ giúp đỡ bạch ngọc thanh còn ngươi thì sao bạch ngọc thanh xấu hổ lắp bắp nói a a à. hoa trọng dương thay hắn giải thích vị huynh đệ này của vãn bối năm đó chinh chiến tại lương châu bị thương rất nặng khiến đan điền khí hải bị tổn hại có thể khôi phục lại tu vi thất diệp đã là rất khó lục châu khẽ gật đầu dương viêm và địch thanh không đến hoa trọng dương cảm giác người này như đang nói chuyện nhà với hắn bèn đáp bọn hắn đang ở thần đô lục châu quay đầu nhìn về phía tên thủ lĩnh kia ngươi là ai Sống lưng người kia lập tức lạnh ngắt, "Tiền bối, chúng ta chỉ đến giết mệnh cách thú." Lục Châu nhìn xuống thi thể loan điểu dưới mặt đất, bàn tay khẽ phất, mệnh cách chi tâm bay ra rơi vào lòng bàn tay, Lục Châu đẩy viên mệnh cách chi tâm tới trước mặt tên thủ lĩnh. Người kia giật mình một cái, vội nói, "Không dám, không dám, đây là do tiền bối giết, đương nhiên thuộc về tiền bối." Coi như thức thời, Lục Châu ném mệnh cách chi tâm cho Hoa Trọng Dương, cầm lấy. "A." À, Hoa Trọng Dương mộng bức, đây là mệnh cách chi tâm đó, tùy tiện đem cho như vậy sao? Những người khác nhìn mà ước ao ghen tị không thôi. U, bên phía Lương Châu truyền đến tiếng kêu của thừa hoàng. Sư tỷ trở về, Hải Loa hưng phấn nói, trong nàng có mấy phần giống Diên Nhi, quả nhiên người xưa nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng không sai mà. Tinh, thu hoạch được 1.500 người thành kính lễ bái, ban thưởng 1.500 điểm công đức. Thừa hoàng nhảy lên, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Lục Châu. Lục tiên sinh ma thiên các. Diệp thiên tâm đứng trên đầu thừa hoàng, bạch y tung bay, kho người nói, sư phụ, đồ nhi đã thành lý hung thú xong. Lục châu gật đầu nói với hải loa, đi. Hai người đạp không bay lên lưng thừa hoàng, thừa hoàng lập tức đạp vó phi thẳng lên mây xanh, lướt qua lạch trời. Hoa trọng dương, bạch ngọc thanh, đám tu hành giả ngây ngốc, đám người hoàn toàn mộng bức. Sau khi thừa hoàng hoàn toàn biến mất, một người đưa tay lên dụi mắt rồi thì thào nói, đó chính là cơ lão ma chát tên đầu lĩnh đập vào mồm hắn một cái mắng nói cái gì đó ách cơ lão tiền bối tên đầu lĩnh nuốt một ngụm nước bọt nói với hoa trọng dương hoa huynh chuyện vừa rồi mong huynh đừng để ở trong lòng kỳ thật cơ tiền bối không ra tay thì ta cũng có ý định hỗ trợ huynh mà hoa trọng dương tỉnh táo lại nghĩ thầm cơ tiền bối khi ra ngoài làm việc đúng là rất thích chơi trò dịch dung ban đầu khi còn ở thần đô ngài đã từng làm trò này không ít ta không phải loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy. Hoa Trọng Dương nói. Quá tốt. Hoa Huynh, ngài xem, chúng ta quen biết đã lâu, có thể cho ta một cơ hội được gia nhập U Minh Giáo không? Việc đó tính sau đi, phải thanh lý hung thú trước đã. Cứ giao cho ta. Tiến về phía Tây Nam, xuyên qua một mảnh rừng cây mênh mông rộng lớn chính là địa bàn của dị tộc. Mùa đông đại viêm không rét lạnh, nguyên khí quanh quẩn phía trên rừng cây tựa như bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Chưa đến nửa ngày, thừa hoàng đã đến lâu lan cổ thành. Sư phụ, đến lâu lan rồi, Diệp Thiên Tâm nói. Lục Châu gật đầu, tiếp tục đi về phía tây nam. Vâng, thừa hoàng theo chỉ thị phóng đi. Hải loa tò mò quan sát phong cảnh xung quanh rồi nói, sư phụ, thật ra thừa hoàng có thể tăng tốc. Nhanh hơn sao? Nó cố ý áp xúc mệnh cách và thể trạng của mình. Hải loa đáp, u, thừa hoàng ngẩng đầu, thân thể điên cuồng bành trướng. Không bao lâu sau, thể tích của nó đã cao đến kích cỡ trăm trượng của thú vương. Nửa ngày sau, thừa hoàng tiến vào mê vụ xâm lâm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mê vụ xâm lâm, tên như ý nghĩa, quanh năm ẩn mình trong mê vụ, tầm nhìn rất kém, dễ bị mất phương hướng. Trong rừng lại có rất nhiều hung thú cường đại. Nhiều năm qua tu hành giả đại viêm có không ít người xâm nhập vào trong những hữu tử vô sinh. Sư phụ, đám cây cối này càng lúc càng cao. Hải loa nhận xét cây cối trong rừng hấp thụ nguyên khí và thiên địa tinh hoa, có cây thậm chí còn cao quá đầu thừa hoàng. Đảo mắt lại trôi qua nửa ngày. Thừa hoàng phóng đi không biết mệt mỏi, treo đèo lội suối, vượt qua vô số vách núi treo leo. Cho đến khi mê vụ hoàn toàn biến mất, đám người lại nhìn thấy ánh mặt trời. Đến vực sâu." Diệp Thiên Tâm nói. Lục Châu quan sát tình huống xung quanh rồi nói, "Ngươi đạt được truyền thừa của Bạch dân tại đây." Diệp Thiên Tâm gật gật đầu, cảm khái vô cùng, "Đúng thế." không ngờ nhiều năm trôi qua mà nơi này vẫn hệt như lúc trước thừa hoàng nhảy xuống vực sâu trên vách núi treo leo có vô số loại hung thú đang không ngừng kêu gào đủ để khiến nhân loại trấn kinh hải loa cười nói chúng nó đang hoan nghênh ngươi trở về u thừa hoàng cấp tốc rơi xuống lát sau nó chạm đất đáp xuống nơi sâu nhất dưới đáy vực diệp thiên tâm mỉm cười nói đến rồi nơi này thật đẹp hải loa theo chân diệp thiên tâm bay vào không trung Diệp Thiên Tâm chỉ về phía đông, nơi đó có một cái hồ nhỏ, ta dựng nhà ở đó. Hai tỷ muội bay đi. Kỳ thật Lục Châu không mấy hứng thú với việc ngắm cảnh, hắn chỉ muốn nhanh chóng đến bí ẩn chi địa để tìm Lục Ngô, cứu đoàn mộc sinh. Nhưng đã đến nơi rồi mà không đi xem thì cũng hơi quá đáng. Không bao lâu sau, ba người bay tới bên hồ. Bức tượng trên bờ vẫn sừng sững không đổ, cây cối xung quanh um tùm tươi tốt, nguyên khí sung túc. Bạch dân thừa hoàng, đây là vật do tổ tiên ngươi lưu lại, lục châu đọc văn tự dưới chân bức tượng diệp thiên tâm gật đầu đáp nếu không nhờ mấy thứ này đồ nhi không cách nào tiến vào bát diệp lục châu lắc đầu nói ngươi xem nhẹ bản thân rồi diệp thiên tâm giật mình không hiểu lời hắn lục châu nói năm đó vi sư ban thưởng cho các ngươi hạt giống thái hư chính là hy vọng các ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh thái hư diệp thiên tâm nhớ tới lời tư vô nhai trong lòng cảm động lập tức quỳ xuống nói sư phụ ban đại ân mà đồ nhi lại oan ủ người suýt chút nữa đã phạm sai lầm cực lớn nói xong nàng dập mạnh đầu xuống đất lục châu thở dài nhìn nàng chuyện cũ như vậy còn nhắc lại làm gì đi thôi nhưng đúng lúc này lục châu lại phát giác dưới đáy hồ toát lên một đạo quang mang à diệp thiên tâm và hải loa thấy ánh mắt sư phụ thay đổi lập tức quay đầu nhìn sang phát hiện dưới đáy hồ có biến hóa dưới đó có vật gì sao diệp thiên tâm nói để đồ nhi lấy nó lên lục châu gật đầu Diệp Thiên Tâm nhảy vào trong hồ. Dưới đáy hồ có một quyển sách đang mở, tự phu sáng rỡ tỏa quang mang lấp lánh. Diệp Thiên Tâm cẩn thận quan sát xung quanh đề phòng cạm bẫy, sau đó dùng cương ấn cầm cuốn sách lên, bay ra khỏi mặt hồ. Nàng bộc phát cương khí, nhiệt khí trong chớp mắt sấy khô toàn thân. Diệp Thiên Tâm cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, khẽ nói, thiên thư. Sở dĩ Diệp Thiên Tâm có thể nhận ra thiên thư là vì lúc trước khi còn ở huân hoa mộ, ngô thượng nhung từng đưa cho nàng một phần thiên thư cầm về cho sư phụ lục châu gật đầu nói chẳng trách nơi này lại có nguyên khí tinh thuần như vậy nước trong hồ cũng ẩn chưa năng lượng đặc thù thì ra là vì có thiên thư của lão phu diệp thiên tâm cũng cảm thấy rất thần kỳ không ngờ trong hồ lại có thiên thư nàng vốn cho rằng đây là truyền thừa của bạch dân mới giúp nàng tiến vào bát diệp lại thêm nàng không ngừng cố gắng và gặp kỳ ngộ mới có được hiện tại không ngờ tất cả đều là do sư phụ ban tặng trong cõi u minh đã chú định số mệnh này. Hải loa chớp chớp mắt, thiên thư của sư phụ. Cũng may nàng không phải Diên Nhi. Nếu là Diên Nhi hẳn sẽ bô bô nói, trên này đâu có ghi tên sư phụ đâu ta. Diệp thiên tâm cung kính dâng thiên thư lên, lục châu cầm lấy. Thu hoạch được thiên thư khai quyển, thượng. Một cỗ lực lượng thái huyền chi lực từ trong thiên thư chuyển đến. Lục Châu không ngừng tìm kiếm trong ký ức cơ thiên đạo. Một phần thiên thư nằm trong tay Thái Hậu còn có thể lý giải, nhưng vì sao bạch dân cũng có thiên thư khai quyển càng quỷ dị là những phần thiên thư này xuất hiện không có chút quy luật nào tựa như bất kỳ ngóc ngách nào cũng có thể đột ngột tìm thấy thiên thư chẳng lẽ đây đều là do hệ thống an bài diệp thiên tâm bật cười giải thích tiểu sư muội có điều chưa biết năm đó ma thiên các uy chấn thiên hạ rất nhiều người ngấp nghé bảo bối ma thiên các thần thông môn thượng nguyên ngũ thử đều nhiều lần đến trộm đồ Tất cả cũng do đám người thập đại danh môn hèn hạ vô sỉ nên mới để phường trộm cướp lấy đi không ít bảo bối của sư phụ. Hải loa gật gù. U. Thưa hoàng cúi người xuống, uống mấy ngụm nước dưới hồ rồi nói u u không ngừng. Hải loa nói, sư phụ, nó nói đây là vật nó tìm thấy trong bí ẩn chi địa, nó mang về đặt xuống đáy hồ. Lục Châu trầm ngâm. Thôi xong, làm sao giữ được hình tượng đây? Diệp Thiên Tâm cười đáp, việc này rất bình thường, bảo bối bị mất lúc trước có cái lạc đến Bắc Quốc, có cái nằm trong tay dị tộc, một phần lạc tới bí ẩn chi địa cũng không có gì lạ. Nói cũng đúng. Lục Châu cất thiên thư khai quyển vào ống tay áo, tung người nhảy lên lưng thừa hoàng. Thời gian không còn sớm, xuất phát thôi. Thiên thư là chuyện nhỏ, cứu tam sư huynh các ngươi mới là đại sự. Vâng, Diệp Thiên Tâm và Hải Loa đồng thanh đáp. Thừa hoàng dùng thế sét đánh không kịp bưng tay vọt vào chỗ sâu dưới đáy vực. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh rừng âm u, hoàn toàn khác hẳn với cánh rừng ngập trong ánh nắng phía bên này. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng Lục Châu khẽ động. Hắn hồi tưởng lại bản vẽ phác họa của Tư Vô Nhai từ khu vực hỗn loạn trong Hồng Liên Triệu Văn Quốc đi về phía nam sẽ đến bí ẩn chi địa, hoàn cảnh ác liệt, thời tiết u ám. Từ Phù Văn Điện trong Bạch Tháp đi qua Phù Văn Thông Đạo sẽ đến bí ẩn chi địa, cũng là nơi hắn tới lần trước. Lần này, chỗ sâu trong Kim Liên Nguyệt Quang Lâm địa lại là bí ẩn chi địa. Đúng như dự liệu của Tư Vô Nhai, những nơi này đều có đường tiến vào bí ẩn chi địa. Như vậy, Hoàng Liên và Thanh Liên cũng sẽ có lối vào bí ẩn chi địa. Thế giới này đúng là không thiếu điều lạ. Thừa Hoàng vừa tiến vào khu vực âm u, toàn bộ thế giới phảng phất như tối sầm lại. Cái lạnh thấu xương và hàn phong âm lãnh tốc thẳng vào mặt. Trên bầu trời, một vầng minh nguyệt chiếu sáng cả cánh rừng. Nơi này mới đích thực là nguyệt quang lâm địa, có rất nhiều độc vật. Hải Loa phiên dịch lời Thừa Hoàng, nó bảo bây giờ mọi người hối hận vẫn còn kịp nó sẽ lập tức quay đầu trở về. Nếu gặp nguy hiểm, nó sẽ mặc kệ tất cả mọi người, chỉ mang nữ chủ nhân chạy trốn. Diệp Thiên Tâm xấu hổ cười cười. Hải Loa nói, thừa hoàng, ta mà là ngươi, sẽ nhân cơ hội này mà nịnh bợ sư phụ. Càng là nơi nguy hiểm càng cần có sư phụ bảo vệ nha. Thừa hoàng không trả lời nàng, tiếp tục lao về phía phần cuối khu rừng. Bốn phương tám hướng thỉnh thoảng sẽ có tiếng kêu trầm thấp, còn có hỏa quang xuất hiện. Mỗi lúc như vậy, thừa hoàng sẽ quát lớn một tiếng đẩy lùi bọn chúng. Thừa hoàng phi nước đại suốt một canh giờ trong nguyệt quang lâm địa, rốt cuộc cũng dừng lại. Nó ngửa mặt lên trời, hú dài một tiếng. Bí ẩn chi địa, hải loa chỉ tay về phần cuối lâm địa. Lúc này Lục Châu mới chú ý tới, nơi đó là một con dốc thoai thoải, khu vực dưới dốc vô cùng u ám, bầu trời u ám, ánh trăng cũng đã biến mất, mê vụ răng mù mịt khắp nơi. Đây đích thực là bí ẩn chi địa tầm nhìn mặc dù rất kém nhưng đứng từ trên cao nhìn xuống cánh rừng mênh mông vô tận không thấy phần cuối tràn ngập vẻ mỹ lệ và thần bí trên bầu trời thỉnh thoảng có thiểm điện đánh xuống trong rừng không có một bóng người chỉ có hoàn cảnh ác liệt và hung thú trên mặt hải loa tràn ngập vẻ không thể tin nổi lạc tuyên nói nhặt được hải loa ở bí ẩn chi địa nhưng hoàn cảnh như vậy con người có thể sinh tồn thật sao ba người một thú ngừng chân quan sát thừa hoàng trước kia từng tới nơi này lục châu mở miệng hỏi Hải Loa nói, không thường đến, chỉ ghé qua mấy lần. Hung thú cấp thú vương trở lên đều có ý thức lãnh địa, nói cách khác, chúng ta đi bất cứ đâu đều có thể gặp phải hung thú cấp thú vương. Thừa Hoàng gật đầu đồng tình. Lục Châu nhắm mắt, mặc niệm thần thông thiên thư để xem tình hình đoan mộc sinh thế nào, đáng tiếc vẫn là hắc ám vô tận. Thu hồi thần thông, Lục Châu đột nhiên ý thức được cái gì, nơi này chính là đông bộ vực sâu. Thừa Hoàng gật đầu. Cho tới nay, Lục Châu vẫn cho rằng vực sâu cũng như lạch trời là khu vực nằm sâu bên dưới vách núi. Nhưng hóa ra bồn địa mênh mông trước mắt này lại chính là đông bộ vực sâu. Đi về phía nam, Lục Châu nói. Thừa Hoàng tuân lệnh, mang theo ba người chạy vào rừng rậm, gần như không tạo thành tiếng động. Hồ Tâm Đảo bên trong bí ẩn chi địa. Tầng băng dày nặng nề phong bế toàn bộ hòn đảo trong phạm vi ngàn mét. Lục Ngô nằm ở gần đó, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng va chạm phát ra từ bên trong tầng băng, tử khí và kim quang không ngừng đánh vào hàng rào băng phòng. Lục Ngô ngán ngẩm nhìn về phía Đoan Mộc Sinh, "Yếu." Bá Vương Thương trong tay Đoan Mộc Sinh không ngừng đâm ra thương cương, "Giết." Trong mắt hắn bộc phát sát khí đáng sợ, tầng băng kia chính là địch nhân của hắn, hắn muốn giết chết toàn bộ địch nhân. Cùng lúc đó, cách đó khá xa có hai thân ảnh đang lăng không lơ lửng nấp sau một cây đại thụ chọc trời, mắt nhìn về phía Hồ Tâm Đảo. Lục Ngô quả nhiên đang ở đây. Con xúc sinh này có trí tuệ không thua gì nhân loại, lại còn nói được tiếng người. Với thực lực của chúng ta, muốn bắt được nó có chút khó khăn. Hay là quay về mời Diệp Chân nhân xuất sơn? Diệp Chân nhân và Tần Chân nhân một tháng sau sẽ luận đạo trên Thanh Vân Sơn, e là không đi được. Người kia gật đầu, nếu có thể thuần phục con xúc sinh này thì tốt rồi. Không có khả năng, Lục Ngô từng bị thuần phục một lần, đã có chủ nhân. Có chủ nhân ai thuần phục được lục ngô thế. Muốn thuần phục loại hung thú có trí tuệ cao và thực lực cường hãn bậc này, không chỉ cần tu vi cường đại mà còn cần có mị lực nhân cách. Là một vị đại năng từ 30.000 năm trước ở phía đối diện. Thời điểm đó là lúc một nhóm hạt sống thái hư thành thục, khi đó thiên địa dung chuyển, hỗn chiến không ngừng. Thanh liên thì đỡ hơn một chút, đám hắc liên bạch liên ở phía đối diện tử thương vô số. Thời thế tạo anh hùng, mỗi 30.000 năm sẽ sinh ra một nhóm đại năng, Việc này gần như đã trở thành định luật ở các giới. Tu hành giả kia gật đầu nói, Diệp ca, vậy lần này hạt giống thái hư đã thất lạc hơn 300 năm, sao không thấy đại năng xuất hiện? Các đại năng đời trước cũng dựa vào hạt giống thái hư để cuột khởi sao. Nếu vậy thì bọn hắn đều biến đi đâu rồi? Người lớn tuổi hơn một chút tên Diệp Vô Thanh là người của Diệp Gia ở Thanh Liên Giới. Hắn nói, việc hạt giống thái hư mất tích vẫn còn là một bí ẩn, cho đến nay vẫn không có tung tích. Về phần đại năng thì có liên quan đến thiên địa ràng buộc, ta nghe nói đó là vì bảo toàn pháp tắc. Toàn bộ năng lượng, nguyên khí và sinh cơ thọ mệnh trong thế gian đều xuất phát từ cùng một chỗ. Nhân loại cứ đoạt mệnh cách của hung thú để tăng thọ, hung thú lại ăn nhân loại để cường đại. Thế gian này đều tuân theo quy tắc cân bằng. Sự tồn tại của đại năng sẽ tạo thành chênh lệch, vì thế cách một đoạn thời gian sẽ có cân bằng giả xuất hiện, thực viện việc bảo toàn sự cân bằng, thủ hộ thế giới, phòng ngừa thế giới này sụp đổ. Diệp Ca Ý của huynh là, toàn bộ đại năng từ 30.000 năm trước đều bị người trong thái hư bắt đi rồi. Rất có thể. Diệp Vô Thanh gật đầu nói, thọ mệnh của chân nhân vừa vặn là 30.000 năm, tựa như được cõi u minh chú định. Có lẽ tất cả đều là một sự luân hồi. Diệp ra chúng ta 30.000 năm mới có một chân nhân. Hầy! Đừng nói nữa, có động tĩnh. Hai người lập tức tập trung tinh thần nhìn về phía hồ tâm đảo. Bang! 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 Từ trong tầng băng dày truyền tới tiếng va đập, vì sao Lục Ngô phải đóng băng toàn bộ hồ Tâm Đảo?" Diệp Vô Thanh kỳ quái nói. "Chắc là muốn thể hiện uy quyền của thú hoàng." "Diệp ca, huynh nhìn đi, cá trong hồ đều bị chết cứng rồi, đây chắc là luật rừng của nó." Diệp Vô Thanh lắc đầu nói, ngược lại thì có. "Thú hoàng sẽ không bao giờ để ý đến đám tôm cá nhãi nhép này." "Kỳ lạ thật." "Bang, bang." Tiếng va đập càng lúc càng vang dội. "Có người?" Diệp Vô Thanh nhướng mày nói, "Đi xem một chút." hai người cấp tốc bay về phía hồ tâm đảo. Vừa đến gần, lục ngô vén mây ra đáp xuống, gầm lên một tiếng. Cút, móng vuốt của nó càng quét về phía hai người. Phanh phanh. Diệp vô thanh gọi ra tinh bàn chắn phía trước, nhưng đồng bọn của hắn không may mắn như vậy. Tu vi thấp hơn không ít, dù cũng gọi ra tinh bàn nhưng tinh bàn lập tức bị đánh lõm vào, phun ra một búng máu. Lục ngô. Diệp vô thanh hét lớn. Lục ngô cúi đầu xuống, hai mắt bắn ra quang hoa nhìn hai nhân loại nhỏ như con ruồi trước mặt, mở miệng nói, nhân loại hèn mọn, cút ra, khỏi lãnh địa của ta. Lục Ngô, ta là Diệp Vô Thanh của Diệp gia, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Diệp Vô Thanh bay lên cao, ngang hàng với Lục Ngô. Lục Ngô nói, Diệp Chính, ta tới đây không có địch ý, chân nhân bảo ta đi tìm ngươi. Một tháng sau Diệp chân nhân và Tần chân nhân sẽ luận đạo trên Thanh Vân Sơn, muốn mời ngươi cùng đến luận đạo. Bò sát, nhỏ bé, cũng xứng cùng ta luận đạo. Bây giờ không giống ngày xưa, lục ngô, ngươi nghĩ ngươi còn đường quay lại chỗ sâu bên trong bí ẩn chi địa sao. Ngươi đường đường là thú hoàng, trước tránh né đồng loại, sau lại tránh né nhân loại, không cảm thấy khuất nhục à, Diệp Vô Thanh nói. Lục ngô không nói gì, tựa như đang tự hỏi. Diệp Vô Thanh thấy mình có hy vọng, lập tức nói, ngươi không có khả năng quay về chỗ sâu bên trong bí ẩn chi địa, chỉ có thể hợp tác với nhân loại. Diệp ra chúng ta rất có thành ý. Lục Ngô trầm mặc như nước, lát sau mới mở miệng nói, nếu không đáp ứng thì sao? Chân nhân sẽ không làm khó ngươi, đương nhiên ngươi vẫn sẽ bị nhân loại quấy rối. Ta có thể tìm được ngươi thì người khác cũng có thể. Ngươi có thể tránh né cả đời sao? Bang, trong tầng băng lại truyền đến âm thanh vang dội. Diệp Vô Thanh nghi hoặc nhìn sang, cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Lục Ngô nói, trở về, nói cho Diệp Chính, hắn không xứng. Ngươi diệp vô thanh không ngờ lục ngô lại có thái độ như vậy hắn vừa dứt lời ầm đoan mộc sinh đã phá vỡ tầng băng thật dày phóng lên tận trời bá vương thương trong tay đã thành kim long trong đôi mắt hắn đều là u quang toàn thân tản ra sát khí nồng đậm nhập ma diệp vô thanh cau mày nói đoan mộc sinh thấy ai cũng cho là địch nhân giết hắn cầm bá vương thương vọt về phía diệp vô thanh và tên đồng bọn lục ngô đột nhiên nhấc móng lên chụp lấy đoan mộc sinh nhét hắn trở lại bên dưới tầng băng rồi quay đầu quát Diệp Vô Thanh. Cút, ra ngoài. Diệp Vô Thanh cắn răng nói, Lục Ngô, ngươi sẽ hối hận. Nói xong hắn mang theo đồng bọn lao đi. Đến một quãng rừng u ám. Diệp Vô Thanh đỡ đồng bọn hạ xuống đất, quay đầu nói, không ngờ Lục Ngô lại không biết điều như thế. Khụ khụ khụ, Diệp ca, làm sao bây giờ? Người kia hẳn đến từ kim liên giới, trên người hắn có khí tức thái hư rất nặng. Diệp Vô Thanh nói, Sao có thể? Ngươi không biết phân biệt, sau này ta sẽ giải thích với ngươi. Ta chỉ là hiếu kỳ, vì sao Lục Ngô lại ở cùng với một nhân loại đã nhập ma? Chuyện này nếu báo cho các vị chân nhân sẽ càng thêm thú vị. Diệp ca, huynh muốn. Bộ dạng này của hắn hẳn là nhập ma chưa lâu, lực lượng suy bại trong cơ thể cực kỳ hùng hậu, nhờ có tinh khí của Lục Ngô mới có thể sống tiếp. Lục Ngô không ăn hắn, chắc là vì coi trọng hắn. Vị trí của nó đã bại lộ, nó nhất định sẽ chuyển chỗ phải nhanh chóng truyền tin tức này đi mới được. Diệp Vô Thanh cấp tốc lấy ra phù chỉ, Vù! một đạo cương khí lợi nhận xẹt qua. Diệp Vô Thanh nhanh chóng phản ứng, xoay người giữa không trung né tránh cương ấn rồi quay đầu nhìn lại. Cái đầu khổng lồ của thừa hoàng từ từ áp xuống. Trên đầu nó, Diệp Thiên Tâm một thân bạch y đứng đó, lặng lẽ nhìn Diệp Vô Thanh. Sau lưng Diệp Thiên Tâm, Lục Châu đứng chắp tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Trái tim Diệp Vô Thanh hẫng đi một nhịp. Đối phương áp sát như vậy mà hắn không hề cảm giác được. Con hung thú này là thú vương. Lục Châu nói, lão phu hỏi ngươi, ngươi hãy nghiêm túc trả lời. Cút đi, đừng nhúng tay vào chuyện của Diệp ra. Diệp vô thanh mở miệng mắng. Lục Châu lắc đầu, hững hờ nói, không biết điều. Hắn thản nhiên đẩy ra một trường ấn lóng lánh kim quang. Diệp vô thanh lập tức nâng tay đón đỡ. Ẩm. Diệp vô thanh bay về sau mấy mét, trợn mắt nói, người kim liên giới một trưởng vừa rồi là để thử thực lực của đối thủ khoảng 8 mệnh cách ngang với lục châu nhưng lục châu còn có thái huyền chi lực lục châu điểm nhẹ mũi chân bay ra năm ngón tay như thiên câu áp xuống diệp vô thanh không ngờ đối thủ vừa gặp mặt đã đánh bèn gọi ra tinh bàn chắn ngang trước mặt phanh diệp vô thanh kêu lên một tiếng đau đớn khuỵu xuống mặt đất khí huyết hỗn loạn tinh bàn bị đánh lõm vào trong hắn vội vàng la lên xin dừng tay ta nói ta nói tiền bối cứ hỏi Lục Châu phất tay áo, trưởng ấn biến mất. Vừa rồi ngươi nói người nhập ma đang ở giữa hồ. Vâng. sắc mặt Diệp Vô Thanh rất khó coi. Đồng bọn của hắn như lâm đại địch, lùi đến bên người Diệp Vô Thanh, cảnh giác nhìn mấy người Lục Châu. Lục Châu lấy ra thái hư kính soi dọi hai người trước mặt. Hai tòa pháp thân Thanh Liên Thiên Giới Bà Sa xuất hiện. Diệp Vô Thanh là tám mệnh cách, đồng bọn của hắn là năm mệnh cách. Các ngươi đến từ Thanh Liên. Lục Châu hỏi. Vâng. ngươi tên gì? Diệp Vô Thanh là người Diệp gia trong Thanh Liên giới. Đây là huynh đệ của ta Diệp Thành. Diệp gia Thanh Liên giới. Diệp Vô Thanh nói, ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Lục Châu sao lại không nghe ra hàm ý của hắn, đứng từ trên nhìn xuống nói, ngươi đem Diệp gia ra, ra uy hiếp lão phu. Nghe đối phương tự xưng lão phu, Diệp Vô Thanh chắc chắn người này tu vi khó lường, bèn nói, không dám. Lục Châu nhìn về phía Hồ Tâm Đảo, tiếp tục hỏi, đã thấy Lục Ngô chưa? Diệp Vô Thanh gật đầu, nó cũng ở trên đảo. Chỉ là tám mệnh cách mà cũng dám đến tìm Lục Ngô, ngươi không sợ chết. Lam Hy Hòa 13 mệnh cách đại chiến với Lục Ngô hồi lâu còn không phân thắng bại, nhưng thực lực chân chính của nó còn hơn 13 mệnh cách. Trước khi rời khỏi kiếm bác quan, nó đã phóng thích năng lực băng phong cực kỳ cường đại. Lục Ngô có trí tuệ cao, biết cân nhắc thiệt hơn. Ta mà chết, Diệp ra nhất định sẽ truy sát nó, nó không cần thiết vì ta mà tạo thêm một cường địch. Diệp vô thành đáp. Hải loa cau mày nói, sư phụ, hắn lại uy hiếp người kia. Diệp vô thanh tròn mắt. Thật sự không cố ý nha. Tuyệt đối không phải. Tiền bối muốn hỏi gì ta đều đáp nấy, ta chỉ muốn an toàn rời đi thế thôi. Diệp vô thanh vội giải thích. Lục Châu gật đầu nói, lão phu tạm thời tin ngươi. Ngươi đến bí ẩn chi địa từ bao giờ? Ba tháng trước. Ba tháng. Với tu vi của ngươi không có khả năng phi hành đến, dùng phù văn thông đạo các đại gia tộc ở thanh liên đều có phù văn thông đạo thông tới bí ẩn chi địa diệp vô thanh gật đầu đáp lục châu suy nghĩ một chút rồi hỏi ngươi có biết vệ giang nam diệp vô thanh và diệp thành đưa mắt nhìn nhau chưa từng nghe nói tới vậy ngươi có biết tần mạch thương vừa nghe được câu này diệp vô thanh chừng to mắt hô thiếu chủ tần gia hắn lập tức kéo diệp thành lui về sau lục châu hững hờ nói ngươi tốt nhất nên dừng lại lục châu không hề điều động nguyên khí cũng không ra chiêu gì. Thừa Hoàng, Diệp Thiên Tâm và Hải Loa cũng đứng yên bất động. Chỉ có mấy đôi mắt là nhìn chằm chằm bọn hắn, bình tĩnh, chấn định, tựa như đang xem hai con khỉ. Hai người vội vàng dừng lại, cảm nhận được lực uy hiếp và áp lực vô hình, cả hai không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi có biết tần mạch thương? Lục Châu truy hỏi. Tiền bối, nếu ngài là người tần gia, vậy chúng ta không có gì để nói loại người ương ngạnh như tần mạch thương sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác giáo huấn diệp vô thành nói lục châu nghi ngờ hỏi các ngươi có thủ với hắn không tính là có thủ nhưng hai nhà tần diệp từ trước đến nay đều bất hòa đã bất đồng bất tương vi mưu muốn chém muốn giết thì tùy các người lục châu lắc đầu nói cho dù các ngươi không nói xấu tần mạch thương lão phu cũng không bỏ qua cho hắn diệp vô thanh kinh ngạc thì ra bọn hắn cũng có thủ nghe nói tần mạch thương bị hao tổn một mệnh cách chẳng lẽ lục châu hừ lạnh nói lấy đi một mệnh cách là tiện nghi cho hắn nếu gặp lại lão phu tất lấy mạng hắn nghe vậy diệp vô thanh bèn lôi kéo diệp thành quỳ xuống nói chúng ta có biết tần mạch thương nhưng sau khi bị hao tổn mệnh cách hắn vẫn luôn tịnh dưỡng trong đạo trường của tần chân nhân tiền bối muốn tìm hắn e là rất khó tần chân nhân diệp vô thanh định nói tần chân nhân tu vi cao thâm nhưng sợ lục châu không vui bèn sửa lời tần chân nhân cực kỳ coi trọng tần mạch thương chân nhân Vãn bối có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Nói đi, tiền bối đến từ kim liên giới. Lục Châu chỉ gật đầu không nói. Vãn bối nghe nói tu hành giả phía đối diện có tu vi khá thấp, rất khó đạt tới cấp bậc chân nhân. Chân nhân chính là cường giả vượt qua ba mệnh quan, tuổi thọ gần 30.000 năm. Hải loa thốt lên, già như vậy. Diệp vô thanh tròn mắt. Cô nương, vấn đề không phải nằm ở đó. Nhưng hắn không ngờ Lục Châu cũng lộ vẻ nghi hoặc 30.000 năm trong lòng diệp vô thanh khẽ động chẳng lẽ vị tiền bối này chưa vượt qua hai mệnh quan nhưng một trưởng kia không đơn giản không giống người mới vượt qua một mệnh quan hay là đang chất vấn hắn vãn bối không dám nói láo tần chân nhân thành danh đã lâu sớm vượt qua ba mệnh quan sau khi vượt hai mệnh quan mỗi một mệnh cách sẽ tăng ba ngàn năm thọ mệnh à không sao vãn bối dám khoe khoang trước mặt tiền bối không sao ngươi cứ nói thật là được lục châu nói kim liên giới tu hành khác với các ngươi Tu hành khác biệt, chẳng trách, chẳng trách, Diệp Vô Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Kim liên giới không cần vượt qua mệnh quan. Hiện tại là Lão Phu hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi Lão Phu, Lục Châu trầm giọng nói. Diệp Vô Thanh lập tức cúi đầu đáp, sau khi vượt qua hai mệnh quan, năng lực chịu đựng của mệnh cung sẽ tăng lên, trói buộc của thiên địa cũng giảm bớt. Đương nhiên yêu cầu để khai mệnh cách càng thêm nghiêm ngặt. Lục Châu nhớ tới Lam Hy Hòa, nàng ta vượt qua hai mệnh cách, không khai thập nhất diệp mà tiến thẳng vào 13 mệnh cách, vừa không được tăng thọ mệnh vừa hao tổn 3.000 năm, vừa vặn cũng là 3.000 năm. Ngươi nói tần chân nhân đã vượt qua ba mệnh quan. Vâng, Diệp Vô Thanh đáp, việc này rất nhiều người đều biết, vãn bối không cần nói dối làm gì. Hơn nữa tiền bối có cửu oán với tần mạch thương, vãn bối càng ước gì tiền bối làm thịt tiểu từ kia. Lục Châu gật đầu nói, tần chân nhân hiện đang ở đâu? tháng sau tần chân nhân và diệp chân nhân có hẹn luận đạo trên thanh vân sơn nếu tiền bối muốn đến vãn bối nguyện dẫn đường lục châu lắc đầu nói lão phu còn có việc quan trọng ngươi trở về nói cho tần chân nhân khi nào lão phu có thời gian sẽ đến tìm hắn đòi công đạo diệp vô thanh đáp vâng còn nữa việc của lục ngô ngươi tốt nhất hãy giữ bí mật vâng lục châu phất tay áo diệp vô thanh như được đại xá vội vàng lôi kéo diệp thành cấp tốc bay vào rừng cây bay liên tục nửa canh giờ, bọn hắn mới dừng lại thở dốc. Diệp ca, người này lợi hại như vậy, chúng ta nên lôi kéo mới đúng. Diệp Thành nghi hoặc hỏi. Ngươi không hiểu. Diệp vô thanh hít sâu một hơi, ta cố ý mời hắn đến Thanh Vân Sơn luận đạo nhưng hắn cự tuyệt. Ta không tin người kim liên giới có thể vượt qua ba mệnh quan, tu vi của hắn nhiều nhất cũng chỉ vượt hai mệnh quan mà thôi. Hai mệnh quan, đó cũng là 12 mệnh cách nha, không thể trêu vào. Diệp vô thanh liếc hắn một cái, nói nhảm nếu không thì ta chạy nhanh như vậy làm gì